Chào Ngọc chào mến chào các bạn. Có một bạn hỏi mình là trong cái trường hợp mà nếu mà mình đầu tư mà nhiều kỳ đó, cứ mỗi kỳ mình có một cái nguồn tiền khác nhau bổ sung vô đó, rồi sau đó thì một số năm nó nhất định nào đó thì mình đạt được một số tiền thì hỏi như vậy đó là tính ra là cái lợi nhuận trung bình của một năm đó, nó sẽ là là bao nhiêu ha? Rồi sau đó thì cái phần đóng góp của từng từng cái khoản đầu tư đó thì nó sẽ là bao nhiêu? Rồi thì mình giả định ha, ví dụ như năm thứ nhất là mình có 10 triệu đi. Rồi năm thứ hai cái mình có thêm 20 triệu vô nữa, cái mình thành có là thành 30 triệu. Rồi qua năm thứ ba đó cái mình có thêm 30 triệu nữa, cái mình tầm 60 triệu. Mình để vậy và qua năm thứ tư đó thì mình có được 100 triệu. Như vậy thì bây giờ là mình sẽ giải một cái bài toán như thế này. Một cái bài toán là mình biết rằng cái giá trị tương lai của nó nó sẽ bằng là là 100 đúng không? Và nó, cái khoản tiền 100 này mình giả sử là có một cái mức lãi suất chung cho cả một cái quá trình đầu tư ha cho các khoản đầu tư giống nhau ở các năm thì như vậy rằng là cái giá trị tương lai của cái khoản đầu tư từ 10 triệu năm đầu tiên đó, nó sẽ là cái công thức là mình lấy 10 triệu nè mình nhân với lại một cộng với lại cái lãi suất giả định mà mình cần đi tìm ha rồi sau đó thì mình nhân với lại mũ cho cái số năm cái kỳ ghép lãi ở đây là mình có là 3 năm thì mình ghép là ba Tương tự như vậy thì cái số tiền tương lai của cái khoản mà 20 triệu góp đúng không? Rồi với một cái lãi suất giả định như thế này và trong cái số kỳ ghép là hai kỳ và tương tự như vậy là ở cái năm thứ ba là mình có là nhiêu 30 triệu đúng không? Đấy, ba à, 30 triệu rồi sau đó là mình có một cái kỳ, một kỳ ghép lại thôi với lại cái lãi suất giả định như thế. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái hàm trong Excel nó có một cái hàm gọi là solver. Cái hàm mà để mà giải cái cái các cái, cái, cái phương trình đó thì bây giờ là các bạn nếu mà bạn nào chưa biết solver đó thì mình cứ vào cái chỗ mà file option ha mình vô cái chỗ add in nè xong mình nhấn vô cái chỗ excel add in đó thì mình bật bật cái solver lên nếu mà nó chưa có thì mình bật à, mình bật nó lên thì xong là ok sau đó mình quay vô cái tab data rồi bây giờ là mình sẽ tìm một cái phương mình giải một cái hệ phương trình gồm có ba phương trình ha ba cái phương trình trong đó cái ẩn số là cái lãi suất này nè mình chưa biết được nè đó có nghĩa là cái ô ơ thứ 11 một nè đó là cái ẩn số mà mình cần tìm biết rằng uh, một uh, cái cái số tiền mà 10 triệu nè nhân với lại một cộng cái lãi suất mà mình cần tìm cái biến số mình cần tìm và mũ cái thời gian mình đã biết cộng ba cái này lại tổng cái giá trị tương lai của nó chính là 100 triệu đó ví dụ như lúc đó mình có 60 triệu xong qua năm cái mình được 100 triệu ha thì mình sẽ mình xài cái hàm solver như thế nào thì các bạn click vô solver thì sau đó là mình set cái cái mục tiêu đó. Cái ô mục tiêu mình cần tìm, đó chính là cái ô G này nè. Cái mục đích của nó là mình phải làm sao cho nó bằng được 100 và muốn vậy đó mình phải thay đổi cái ô lãi suất, cái này là cái biến số mình cần tìm. Thế thôi, mình cũng không cần có cái constraint hay là gì hết ha. Một các cái điều kiện gì hết thì mình cứ để gì thôi. Rồi ok mình bấm chữ solve. À như vậy nó thấy rằng là đã kiếp được nó đã tìm được một cái solution thì mình bấm ok thì nó giải ra thôi như vậy là 33, 33,87% đó là cái lãi suất trung bình. Ha. À, ví dụ như mình làm lại bây giờ các bạn thử đổi cái chỗ này mình để là à, ví dụ như là 10% thôi thì nó cái, cái 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 kết quả nó sẽ thay đổi nếu mà 10% thì với lãi suất 10% thì tổng cái giá trị tương lai của nó sẽ không được 100% nó chỉ được có 70 thôi. Thì bây giờ mình bấm lại cái solver thôi, cái solver y chang như vậy ha, mình đặt cái mục tiêu nó là 100% mình sâu thì nó sẽ tìm ra cho mình được một cái giải pháp và đó là nó là 33,87% phần trăm Ok chưa Cái bây giờ mình nhìn lại nè với cái khoảng mà 10 triệu ban đầu đó trong vòng 3 năm đó nó sẽ tạo thành là 23,99 triệu với cái khoảng 20 triệu đó trong vòng 2 năm với cái lãi suất như thế này nó sẽ tạo ra được 35,84 triệu và với cái 30 triệu mà trong vòng 1 năm với cái lãi suất là 33,87% phần trăm đó thì nó tạo được 40 triệu và các bạn thấy không tổng của ba khoản này nó luôn luôn bằng 100 triệu nhưng mà các bạn thấy có một cái điểm đặc biệt đó, là chỗ này nè lúc đầu á, trong cái tổng số mà mà 60 triệu á, là 10 20 30 á, thì cái tỷ lệ của cái ông 10 triệu ông chỉ chiếm có 1 phần 6 thôi cái ông 20 triệu là ông chiếm có 2 phần 6 rồi cái ông 30 triệu là ông chiếm 3 phần 6 có nghĩa là 1 phần 2 nhưng mà với cái thời gian mà lãi suất đó các bạn thấy đó tổng cái giá trị tương lai với cùng một cái mức lãi suất giống nhau đó để tạo ra được 100 triệu cuối cùng á thì cái ông 10 triệu á ông tạo thành là 23,99 triệu và ông chiếm cái tỷ trọng là 23,99% trong 100 triệu. Rồi cái ông mà 20 triệu lúc này là ông chiếm thành là 35,84% thay vì là 33,33% 33%. và cái ông cuối cùng 30 triệu đó, ổng chỉ tạo thành được 40 triệu thôi và ổng chỉ chiếm là 0,40 có nghĩa là 40% thôi Điều này nó nói lên cái gì? điều này nó nói rằng đấy một cái khoản tiền cùng với một cái lãi suất đầu tư nhưng mà nếu mà cái thời gian nó dài hơn đó thì nó sẽ tạo ra cái giá trị lớn hơn và cuối cùng nó chiếm ra cái 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 tỷ trọng đóng góp của nó đó cái công của nó trong cái kết quả cuối cùng đó, nó cao hơn ban đầu tiên là chỉ góp tính ra là chỉ có 16% thôi đúng không 16,67% nhưng mà bởi vì ảnh ảnh vô sớm cái đóng góp của ảnh là từ sớm ảnh là thành viên sớm cho nên là cuối cùng cái công của ảnh trong cái kết quả cuối cùng nó lên đến là 24 phần và cái này cũng là cái ý nghĩa của cái chuyện mà đầu tư sớm đó các bạn có nghĩa là một đồng thôi mà lúc mà mình đầu tư sớm đó thì nó có ý nghĩa và nó tạo ra cái giá trị nhiều hơn là 5 7 đồng mà nếu mà đào tạo ra trễ trễ về sau này đấy thì đấy là cái mà có một bạn hỏi mình thì mình làm cái minh họa để tính ha thì các bạn chỉ cần uh, dùng cái hàm solver thôi thì mình sẽ tìm ra được cái lãi suất để giải cái bài toán là một cái một cái phương trình như vậy rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều ha chàng ốc già mến chào các bạn